vốn đầu tư chúng ta chỉ đạt cao nhất của các năm qua chỉ khoảng dừng lại khoảng cỡ 70%. Đến lúc này chúng ta 4% rồi, thì chúng ta phấn đấu đến 31 tháng 1 là chúng ta đạt được 100%. Tuy nhiên, ai rằng là chúng ta cũng có những cái số dư vẫn còn. Cho nên cái việc mà chuyển nguồn từ cái vấn đề vốn đầu tư xây dựng cơ bản các năm qua mà so với lại cái kiểm toán giai đoạn 2017-2019 thì chúng ta chuyển qua rất là lớn. Bình quân là chúng ta thấp nhất là khoảng 2009, mà nhiều nhất cũng phải là 3.300 cho cái vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nó chiếm tỷ trọng rất lớn trong cái vấn đề chuyển nguồn. Nó còn chuyển nguồn còn lại thì chủ yếu là cái nguồn cải cách tiền lương ha. Thì cái nguồn cải cách tiền lương này nó nguồn theo quy định, chúng ta không sử dụng được thì chúng ta chuyển nguồn làm sao, đó là quy định. Thì cũng giới thiệu nói thêm các đồng chí rằng là những cái vướng mắc trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư nó ảnh hưởng đến vấn đề chúng ta còn có tạm ứng vốn đầu tư, cho nên tạm ứng có một vốn chưa thanh toán thì cái khoản đó là chúng ta được chuyển nguồn, cho nên chuyển nguồn là lớn là do cái nhận xét đúng. Và Ủy ban nhân dân thành phố đã có cái chỉ đạo đưa ra những cái giải pháp cụ thể để cho các cái sở ngành, các ban quản lý và tất cả những cái địa phương có cái kiểm toán để chấn chỉnh những vấn đề đó trong cái việc để triển khai thực hiện kiểm toán. Mình xin trân trọng cảm ơn các anh chị. Hồi liên quan đến giải trình của ông chỉ giám đốc sở thì có mấy cái thuộc chức năng của tài chính thôi. Một là nguồn thu thì chia sẻ khó khăn hiện nay, nhưng nói giống như người quản gia trong gia đình thì phải biết từ Việt Nam ở đâu, bao nhiêu cần phải làm gì, thì đó là cái nguồn. Thì tôi nghĩ là qua đánh giá phân tích của thành phố thì cũng phải kiến nghị cho được cái nguồn thu để mà phát triển. Chứ thành phố động lực mà cứ bảo bây giờ như thế này, ngồi thế này, thế thu dường này, thậm chí đi vay. Đà Nẵng đã từng đi vay rồi. Để phát triển thì giai đoạn này có vay hay không? Thì đó là những cái mà tôi kiến nghị trong cái thảo luận để đưa vào trong cái nghị quyết cho ý kiến về thời kỳ ổn định ngân sách 5 năm sắp đến và sẽ trình tại cái nhiệm kỳ mới, kỳ họp gần nhất. Cái thứ hai, cái quản lý. Cái quản lý thì rõ ràng là bây giờ mình phải sử dụng cho nó hiệu quả. Chứ đừng có để anh quản lý tài chính mà đổ cho cái ông kế hoạch đầu tư là đầu tư công là ông để chuyển nguồn biết. Ông để chuyển nguồn không cho chuyển nữa. Thì làm sao đi chuyển nguồn mà chuyển từ năm này qua năm khác, ví dụ thế. Thì mình quản lý mình phải đó chứ, cho hiệu quả nguồn vốn cho các đồng bạc mà quản lý không hiệu quả sao được. Ví dụ tôi nói cái đó. Cái thứ hai là kiểm toán người ta kiến nghị. Tôi nói bài học của cái kéo dài của cái xử lý của thanh tra chính phủ là bài học là chúng ta không giải quyết dứt điểm cái này. Cho nên đề nghị là tiếp thu cái thanh tra kiểm toán đó là đưa vào để mà 2021 là tránh trường hợp mà người ta nhắc lại nè. Rồi của giai đoạn ổn định thời kỳ đánh thì phải thực hiện cho nghiêm. Thì cảm ơn đồng chí giám đốc sở đã thông tin hết các vấn đề liên quan, xin lưu ý mấy. Sau đây xin mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thường trực, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu một số ý kiến liên quan đến các ý kiến của đại biểu trên lĩnh vực kinh tế và đô thị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa các vị đại biểu khách mời. Trước hết thì thay mặt Ủy ban thành phố Đà Nẵng thì tôi xin thống nhất cao với các cái ý kiến phát biểu trao đổi của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Để làm rõ thêm thì tôi xin trao đổi một số vấn đề như này. Đầu tiên đấy là về tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố năm 2021. Kính thưa quý vị thì như báo cáo hôm qua đã trình bày thì số liệu ước GDP sơ bộ năm 2020 của Đà Nẵng năm 2020 là dự kiến là giảm 9,78%. Thế thì trong năm 2021 ấy, thì theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới thì đến khoảng tháng 6 2021 thì mới có vaccine để ngừa Covid. Do đó mà Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các sở ngành xây dựng các kịch bản tăng trưởng cho năm 2021. Thì trong đó thì giai đoạn đầu 6 tháng đầu năm thì có hai tình huống, một tình huống thuận lợi và một tình huống là kém thuận lợi hơn. Và giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021 thì cũng có hai tình huống thuận lợi và kém thuận lợi hơn. Trên cơ sở đó thì Ủy ban đã đưa ra 4 kịch bản tăng trưởng và thống nhất lựa chọn kịch bản 2, tức là cái kịch bản mà thuận lợi của 6 tháng đầu năm 2021 và cũng là thuận lợi của 6 tháng cuối năm 2021 để mà đề xuất cái phương án tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố năm 2021 là 6%, tối thiểu là 6%. Thế thì để đạt được cái mục tiêu nói trên thì chúng tôi xin thống nhất cao với cả các giải pháp cũng như cái đề xuất của các vị
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Ở đây tôi xin cũng trao đổi làm rõ thêm một số cái giải pháp sẽ tập trung chỉ đạo triển khai cho năm 2021 như sau. Cái nhóm giải pháp thứ nhất ý, là vẫn phải tập trung vào bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế để mà huy động toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đó là cái nhóm giải pháp đầu tiên phải tập trung như vậy. Cái nhóm giải pháp thứ hai ấy, là sẽ phải tập trung xin Trung ương cho ban hành các cơ chế chính sách, ở trong đó là cái triển khai cái thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức môi trường đô thị, đồng thời là xin phép sửa đổi bổ sung cái nghị định 144 về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm việc sớm với Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đồ án quy hoạch chung. Báo cáo với các vị đại biểu hội đồng thì như anh Tiến, trưởng ban đô thị đã trình bày như vậy là rất nhiều cái dự án của chúng ta đều đang chờ cái quy hoạch chung này. Có quy hoạch chung thì chúng ta mới triển khai được các bước công việc tiếp theo. Rồi đồng thời là chúng ta sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, rồi Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông để mà sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Đà Nẵng xây dựng các đề án trung tâm tài chính khu vực, trung tâm tài chính quốc tế, rồi trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, cũng như là thêm một cái trạm cập bờ có căng biển. Về du lịch ý, thì như vậy là mặc dù như các vị đã nói thì du lịch chỉ chiếm khoảng 8% lưu trú, lữ hành lưu trú. Tuy nhiên khi mà cái ngành du lịch ý, mà tính toán các ngành mà chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp ý, thì nó phải trên 20% tác động vào GDP của thành phố. Do vậy cái việc mà khôi phục du lịch rất là quan trọng đối với thành phố chúng ta. Thì trong thời gian tới, năm 2021 thì sẽ tập trung và thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa, rồi là xúc tiến các đường bay quốc tế mới để mà sẵn sàng khi mà hết dịch thì chúng ta sẽ triển khai ngay các hoạt động để đón các du khách quốc tế. Và đồng thời bên cạnh đấy thì chúng ta cũng triển khai những cái dịch vụ đề án để đối với đề án kinh tế đêm, nhất là đối với cả khu phố An Thượng cũng như là cái chợ đêm Sơn Trà. Về công nghệ thông tin thì đây là một cái lĩnh vực mà cũng năm 2020 là chúng ta tăng trưởng dương và cũng là cái kỳ vọng cho phát triển của thành phố trong những năm tới, thì chúng tôi sẽ khẩn trương chỉ đạo để mà sớm hoàn thành cái khu công viên phần mềm số 2. Báo cáo với cả quý vị thì dự kiến là cuối năm 2021 là chúng ta bắt đầu có thể là mời một số cái đối tác vào cùng tham gia để mà chuẩn bị cho họ có thể để thuê những cái cơ sở ở đây để mà bắt đầu hoạt động từ năm 2022. Rồi chúng ta sẽ triển khai một số cái khu công viên mới như là của các tập đoàn như là VNPT, của Viettel. Rồi đặc biệt là chiều nay thì Thường trực Thành ủy cũng đã có cái chương trình làm việc với tập đoàn CMC về cái đề xuất quan tâm của họ đối với cái tổ hợp không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đối với cái lĩnh vực logistics là một cái lĩnh vực rất là đáng quan tâm, thì trong năm 2021 thì chúng ta sẽ tập trung phối hợp với các bộ ngành trung ương để sớm triển khai các dự án trọng điểm như là thủ tục đầu tư xây dựng cái nhà ga, mở rộng cái nhà ga T1, rồi là cái nhà ga hàng hóa tại cảng không quốc tế cũng như là cái cảng liên triều giai đoạn 1 như đã báo cáo với quý vị. Bên cạnh những cái nội dung nêu trên ấy, thì thành phố cũng sẽ tập trung tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua những cái biện pháp như là cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rồi là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rồi nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để tạo ra một cái môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch. Và đặc biệt báo cáo với cả các vị đại biểu đồng dân ấy, như đại biểu Tô Văn Hùng có phát biểu đấy, thì trong cái quá trình mà tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp nhà đầu tư ấy, thì có nhiều cái trình tự thủ tục trước đây chưa đảm bảo đối với cái dự án cũ nay phải tiếp tục giải quyết, hoặc là các quy định chồng chéo, quy định có nhiều cách hiểu khác nhau đối với các thực hiện thủ tục cho các dự án mới. Do vậy mà chúng tôi rất là trân trọng ý kiến phát biểu của đại biểu Tô Văn Hùng cũng như là cái gợi ý của đồng chí chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố về cái việc mà Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng như là các vị đại biểu đồng hành với Ủy ban nhân dân thành phố trong cái việc mà tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là đối với những dự án đầu tư quy mô lớn, vì những dự án này khi triển khai thì sẽ tạo ra những hiệu ứng lớn cho cái việc mà phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đối với cả các vấn đề mà các vị đại biểu nêu thì tôi xin tham gia một số ý kiến cụ thể như này ạ.
Đầu tiên là đối với ý kiến của đại biểu chị ạ. Anh chị nói về cái việc mà đánh giá doanh nghiệp sau Covid thì chúng tôi, Ủy ban thành phố xin tiếp thu ý này. Thì sẽ giao các cơ quan chức năng là sẽ sớm cái tổ chức một cái đợt điều tra khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cái hiện trạng của các doanh nghiệp sau Covid và từ đó sẽ đề ra các chính sách, các giải pháp để mà hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sau Covid. Đối với chị Nhung có nói cái ý và về cái nguồn cải cách tiền lương ấy, 4.000 tỷ đấy mà anh Phụng anh cũng có nói rồi thì chúng tôi xin tiếp thu. Báo cáo với các vị đại biểu nhân dân thì chúng ta là năm 2016 chúng ta cũng đã xin Bộ Tài chính cho phép là sử dụng 50% cái nguồn cái tiền lương để mà phục vụ đầu tư hạ tầng. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu ý kiến này để mà đề xuất về các nguồn vốn, cho sử dụng các nguồn vốn hợp lý trong thời gian tới. Đối với cả đề xuất của chị Mai, về các chính sách phát triển doanh nghiệp, có 14 chính sách đó. Thì như vậy là chúng tôi xin tiếp thu và trong thời gian tới thì sẽ chỉ đạo các sở ngành là sẽ rà soát đánh giá lại và những cái chính sách nào cần thiết thì điều chỉnh cập nhật bổ sung, còn không thì sẽ tích hợp lại thành một chính sách chung. Ví dụ như lần này là Ủy ban thành phố trình Hội đồng thành phố thông qua cái chính sách chung cho cả cái lĩnh vực về khuyến công, về công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm lưu niệm. Đối với cả cái ý kiến của đại biểu Tiến, ban đô thị về chương trình phát triển nhà ở, chúng tôi xin tiếp thu và chúng tôi sẽ cho chỉ đạo sở xây dựng sẽ sớm rà soát lại chương trình 129 về phát triển nhà ở, trong đó phải làm rõ lại các mục tiêu, rồi nội dung, rồi tiêu chí, nhưng nó chú ý đến cái vấn đề mà quỹ nhà ở xã hội 20% đấy, đặc biệt là đối khu đô thị. Hiện nay thì Ủy ban thành phố khi mà thẩm định các chủ trương đầu tư hay là phê duyệt đối với các dự án mà khu đô thị thì chúng tôi đều yêu cầu các nhà đầu tư phải đáp ứng cái tiêu chí này và đồng thời là chú ý đến cái việc mà bố trí nhà ở cho gia đình chính sách. Đối với ý kiến của đại biểu Dũng về cái chỗ mà cái quy hoạch sản xuất nông nghiệp khu ứng dụng công nghệ cao đấy thì chúng tôi xin tiếp thu. Ở đây thì báo cáo với anh Dũng là hiện nay thì chúng ta đang chờ quy hoạch chung, sau khi quy hoạch chung xong thì chúng ta sẽ có quy hoạch phân khu. Và báo cáo với cả các vị đại biểu thì trong quá trình xây dựng quy hoạch chung ấy thì theo cái đề nghị của Hòa Vang thì tất cả những khu đất mà thuận lợi có thể hiện nay đang là đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất thì chúng tôi cũng đã đề xuất trong quy hoạch chung là sẽ sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, quy hoạch phân khu được phê duyệt thì sẽ cho phép là chuyển đổi những khu đất thuận lợi này để qua sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Và hiện nay thì có một cái vướng nữa ở đây là anh Dũng nói rất là đúng là cái vướng về ở đây là cái thủ tục giao đất và cho thuê đất. Ủy ban nhân thành phố thì hiện nay đang triển khai giao cho Sở Tài nguyên Môi trường là hỗ trợ doanh nghiệp sớm thì chắc là trong quý 1 này thì sẽ trình báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân về cái thủ tục giao đất, cho thuê đất cho các công ty sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo cái điều 73 của luật đất đai. Đối với vấn đề của ngập úng của Hòa Vang thì báo cáo với cả chủ tọa và các vị đại biểu thì năm nay thì chúng ta bị ngập úng rất là nhiều. Trong thời gian ngập úng vừa qua tháng 9, tháng 10, tháng 11, Ủy ban thành phố thì đã cùng với các đồng chí đã mời các đồng chí trong thường trực thành ủy, thường trực đồng dân đã đi khảo sát thực tế và hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải cũng như là phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã lên phương án xử lý những cái cống hộp như anh Dũng đề xuất cũng như là các phương án xây dựng cầu cạn ở một số chỗ mà nếu có mở rộng cái khẩu độ của cái cống hộp cũng không giải quyết được. Để báo cáo các vị là các tuyến đường như đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi rồi đường vành đai phía Nam rồi đường ADB thì tất cả nó trở thành những con đê rồi và chúng ta phải có phương án xử lý lâu dài. Thì như vậy là trong năm 2021 thì sẽ xử lý vấn đề này. Bên cạnh đó thì liên quan đến cái vấn đề của Hòa Vang thì anh Trường, đại biểu Trường thì có nêu vấn đề về sạt lở. Báo cáo chúng ta có các điểm sạt lở tại 4 xã là Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Phú. Thì Ủy ban thành phố đã chỉ đạo huyện Hòa Vang xây dựng phương án và đã trình lên và chúng tôi sẽ sớm có báo cáo với cả thường trực thành ủy, thường trực hội đồng dân để mà triển khai sớm trong quý 1 năm 2021. Về vấn đề cấp nước, ở đây thì các đại biểu cũng tham gia về vấn đề cấp nước thì tôi xin báo cáo này, hiện nay thì chúng ta đang có nhà máy nước Cầu Đỏ, rồi mở rộng nhà máy nước Cầu Đỏ, rồi chúng ta xây dựng nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 và chúng ta đã có trong quy hoạch thì đã có cái xây dựng cái nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 2, rồi là xây dựng một đang có phương án đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư đối với cái việc mà xây dựng tuyến ống dẫn nước từ trạm bơm Baran Trạch về đến nhà máy nước Cầu Đỏ và lâu dài hơn là chúng ta xây dựng một nhà máy nước nữa ở bên cạnh cái trạm bơm Baran Trạch. Thì về vấn đề đối với cái đập tạm ở trên sông Cẩm Lệ ấy, thì báo cáo với cả các vị đại biểu đồng dân thì vấn đề này thì
khi mà xử lý vấn đề đập tạm ấy, hiện nay thì nó sẽ có một số vấn đề đặt ra. Thứ nhất là vấn đề liên quan, chúng ta xử lý được vấn đề là hạn chế được nước mặn xâm nhập, nhưng mà chúng ta lại vướng vào vấn đề là vấn đề về môi trường. Nếu mà không xử lý được vấn đề môi trường thì tự nhiên là cái vấn đề ngay trên sông Cổ Đỏ hút nước và sẽ ảnh hưởng của môi trường. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề ngập úng. Đấy thì như vậy là chúng hiện nay Ủy ban thành phố thì đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì rồi, phối hợp với các sở ngành liên quan để nghiên cứu cái phương án xây dựng cái đập tạm để mà đáp ứng được tất cả các tiêu chí, vừa giải quyết được vấn đề xâm nhập mặn, vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa giải quyết được vấn đề ngập úng ở Hòa Vang. Thì chúng tôi xin có một số ý kiến trao đổi tiếp thu như vậy, xin hết ạ. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thư ký kỳ họp đưa những nội dung giải trình và cam kết vào trong nghị quyết của hội đồng. Liên quan đến lĩnh vực đô thị thì có một ý kiến của đại biểu Lê Xuân Hòa đăng ký phát biểu về tình hình quy hoạch treo. Thì cái này báo cáo với các vị đại biểu là thường trực hội đồng dân cũng đã có cái phiên giải trình với Ủy ban nhân dân thành phố, và Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành cái việc thực hiện các cái công việc có liên quan đến quyền lợi của người dân. Cái này thì để kết luận phiên thảo luận chất vấn, chủ tọa kỳ họp sẽ công khai những vấn đề này ra cho cử tri biết và cứ thế thực hiện thôi. Đấy. Cho nên là sẽ dành thời gian còn lại để mà chuyển qua cái thảo luận về lĩnh vực văn hóa xã hội. Đại biểu Hòa thông cảm nha. Trước hết mời đại biểu Cao Thị Huyền Trăng, tổ đại biểu Hòa Vang phát biểu về lĩnh vực giáo dục. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, tôi xin phát biểu về một số vấn đề về giáo dục và đào tạo như sau. Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của năm 2020 và cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ để chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực và để đưa ra những cái định hướng, những cái giải pháp trong thời gian tới. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì điểm lại trong 5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có những cái bước phát triển, chuyển biến tích cực, đạt được những cái kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục ở các bậc học được nâng cao. Ngành cũng đã triển khai các cái kết quả định hướng đổi mới nâng cao giáo dục với nhiều cái giải pháp đồng bộ, lâu dài, nhiều cái mô hình giáo dục, nhiều phương pháp dạy học tích cực được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Cũng đã cụ thể việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo thông qua việc ban hành và bắt đầu triển khai một số đề án lớn như là đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020 và kỳ họp lần này hội đồng dân sẽ xem xét quyết định cái việc gia hạn thực hiện cái đề án này trong năm 2021, hay là đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025, đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, hay là những cái đề án thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lập. Và có thể nói rằng trong cái nhiệm kỳ này thì thành phố cũng đã ưu tiên cái nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo cả về chi thường xuyên và chi đầu tư. Với cái tỷ lệ chi thường xuyên cho giáo dục là chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ngành với gần 1/4 tổng ngân sách chi thường xuyên trên toàn địa bàn thành phố để chi cho lĩnh vực giáo dục. Và chi đầu tư trong giai đoạn 2015-2020 là chiếm 6,2% tổng vốn chi xây dựng cơ bản của thành phố. Với những cái kết quả đạt được như trên và để tiếp tục duy trì được những cái kết quả này và đồng thời để khắc phục những cái vấn đề mà hiện nay còn đang khó khăn, hạn chế tồn tại trên lĩnh vực giáo dục mà do nhiều nguyên nhân từ khách quan và chủ quan, thì trong nhiệm kỳ tới đề nghị thành phố quan tâm một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo chương trình giáo dục mới. Đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lượng học sinh, chú trọng việc học thật, thi thật, tránh bệnh hình thức trong nhà trường. Cần phải tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh, chú trọng giáo dục dạy và học môn lịch sử gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho học sinh, nhất là trong cái việc mà triển khai thực hiện luật giáo dục mới về cái việc mà giáo dục lịch sử địa phương thông qua các hình thức hoạt động giáo dục thực tế tại các điểm văn hóa di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Thứ hai là đề nghị thực hiện đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu dạy và học.
xuất phát từ cái kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân năm 2019 về những cái bất cập hạn chế trong cái việc mà chúng ta xây dựng các trường học mang cái tính dàn trải, chấp phá và không đồng bộ, thì Hội đồng Nhân dân cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân ban hành đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 với cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra là trong 5 năm sẽ đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng với 258 công trình, trong đó là có 43 công trình trường học xây mới, nâng cấp 246 công trình trường và mở rộng diện tích là 69 trường. Đây có thể nói là một cái bước đột phá trong quy hoạch đầu tư trường lớp từ trước đến nay. Và để thực hiện có hiệu quả đề án này thì đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần phân kỳ đầu tư phù hợp theo từng năm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải. Trong đó lưu ý là ưu tiên đầu tư trường học ở các khu đô thị, khu dân cư mới. Ví dụ như là khu đô thị Hòa Xuân, hiện nay chúng ta quy hoạch là cả cái thiết chế văn hóa và trường học là gần 20 cái lô đất, nhưng mà hiện nay thì chưa có cái công trình trường học này nào mà do nhà đầu tư quy hoạch để mà đầu tư trên địa bàn phường Hòa Xuân. Hay là ưu tiên tập trung đầu tư cho địa bàn quận Liên Chiểu để đạt mục tiêu dạy học 2 buổi trên ngày. Hiện nay chúng ta phấn đấu 100% trường tiểu học dạy 2 buổi trên ngày, các quận huyện đều đạt 100%, riêng Liên Chiểu thì mới đạt khoảng 75%, nên là đề nghị cần ưu tiên đầu tư cho Liên Chiểu. Và việc đầu tư phải đồng bộ, đạt chuẩn, đảm bảo những điều kiện phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học của học sinh như bàn ghế, ánh sáng học đường, trang thiết bị dạy học, nhà vệ sinh phải đạt chuẩn và đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh trong môi trường nhà trường. Thứ ba, đề nghị rà soát và đánh giá thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Như báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội đã nêu, đây là cái đề án quan trọng nhằm phân luồng học sinh để mà đào tạo các cái ngành dịch vụ phục vụ cái mục đích phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Và đề án cũng đưa ra những cái mục tiêu rất là cụ thể là đến năm 2020 thì có khoảng 50% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. Phấn đấu ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục đào tạo nghề trình độ là sơ cấp, trung cấp. Ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tập tại các trường cao đẳng, đại học, kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên mà qua khảo sát ban đầu thì cái kết quả hiện nay đạt rất thấp. Vì vậy là đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần có sự đánh giá lại kết quả thực hiện đề án. Trường hợp nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đưa ra mục tiêu mà không phù hợp với tình hình thực tế thì chúng ta phải điều chỉnh. Còn trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đã đúng, định hướng đã đúng thì cũng cần phải đánh giá, rà soát cái việc thực hiện để mà đề ra những cái chính sách trong thời gian tới nhằm kịp thời là cung ứng đào tạo nguồn lao động, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Và bên cạnh đó thì cũng cần nghiên cứu đề xuất những cái chính sách hỗ trợ để khuyến khích động viên học sinh đi học nghề ở các trường trung cấp, cao đẳng, nhất là ưu tiên học sinh ở những cái vùng mà có điều kiện còn khó khăn. Thứ tư là bên cạnh việc chú trọng giáo dục chất lượng đại trà thì cần quan tâm đến cái đào tạo mũi nhọn, cụ thể là nâng cao chất lượng giáo dục tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Cần rà soát đánh giá cụ thể về các chính sách ưu đãi, hiệu quả hoạt động của mô hình trường chuyên Lê Quý Đôn để tiếp tục củng cố ưu tiên đầu tư xây dựng thương hiệu giáo dục chất lượng cao của thành phố trong thời gian đến, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Vấn đề thứ năm là nên chăng ở nhiệm kỳ tới chúng ta chọn một mục tiêu đột phá về giáo dục là phấn đấu học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn để 10 năm sau thành phố chúng ta bắt đầu có những thế hệ người Đà Nẵng sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi ngay từ lúc này chúng ta phải bắt tay vào cuộc để cùng rà soát đánh giá tình hình và xây dựng đề án cụ thể trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành một nghị quyết riêng về vấn đề này, trong đó quy định cụ thể mục tiêu, đối tượng, lộ trình và nguồn kinh phí cũng như những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trên đây là một số vấn đề phát biểu về giáo dục và đào tạo. Xin cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe. Xin cảm ơn đại biểu Cao Thị Huyền Trang. Tiếp theo chương trình xin mời đại biểu Lê Thị Như Hồng, Tổ Cẩm Lệ, phát biểu về tiến độ các đầu tư các công trình y tế. Đại biểu Trương Minh Hải của Linh Chiểu chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, tôi xin tham gia thảo luận với cái chủ đề về y tế để đáp ứng được cái mong đợi của cử tri. Kính thưa các quý vị, thì với cái mong đợi là của nhân dân thành phố Đà Nẵng càng ngày thì càng được nâng cao và cải thiện về chất lượng y tế và để giảm cái tỷ lệ bệnh tật và tử vong, và làm sao cho những cái bệnh viện của thành phố Đà Nẵng có thể đáp ứng được cái nhu cầu chữa trị về bệnh của người dân.
trong những năm qua thì thành phố Đà Nẵng cũng đã đầu tư rất nhiều cho cái ngành y tế để đáp ứng được cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Mạng lưới y tế của cơ sở cùng với lại hệ thống y tế dự phòng thì ngày càng đã được hoàn thiện. Thành phố đã có những cái chính sách ưu tiên thu hút đào tạo nguồn lực cho nhân lực y tế có chất lượng. Nhiều kỹ thuật y tế hiện đại chuyên sâu đã được các bệnh viện triển khai thành công và đạt hiệu quả cao. Các chỉ số y tế của thành phố đã đạt được mức cao hơn so với cả nước như là số giường bệnh và số bác sĩ trên vạn dân. Và chúng ta đã có 100% các xã phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã phường và tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế là đạt 96,5%. Tuy nhiên thì y tế của Đà Nẵng vẫn chưa phát triển tương xứng với tầm phát triển của thành phố Đà Nẵng và chúng ta chưa thực sự có triển khai được một cái mô hình y tế thông minh nào trên toàn địa bàn của thành phố. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ngày càng có những diễn biến phức tạp và ngành y tế cũng có những lúc là bị động khi các dịch bệnh này đã phát sinh, mà điển hình như là dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Sự thay đổi của các mô hình bệnh tật có xu hướng gia tăng với các bệnh không lây nhiễm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe do già hóa dân số của người dân cũng ngày càng tăng. Sự phức tạp của tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trong những năm gần đây và tình hình tái xuất hiện các bệnh truyền nhiễm thông thường, trong khi đó công tác quản lý các bệnh lây nhiễm vẫn còn lúng túng. Các dịch vụ về y tế công lập với hệ thống y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được nhu cầu của người dân. Nhiều người bệnh đã chọn các tuyến trên để chữa trị bệnh, gây ra tình trạng quá tải không đáng có trong bệnh viện. Tỷ lệ giường bệnh của hệ thống y tế tư nhân so với lại hệ thống y tế công lập vẫn còn thấp, là hiện nay chỉ đạt khoảng 14%. Và trong lúc này đây, sự cạnh tranh trong công tư chảy máu chất xám đã diễn ra khốc liệt khi chúng ta tăng cường xã hội hóa các dịch vụ về y tế. Với cái mục tiêu là giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng đời sống của người dân, thì tôi xin được đề xuất một số giải pháp dành cho ngành y tế trong thời gian sắp đến cụ thể như sau. Thứ nhất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện. Đây là vấn đề chúng ta đã có những cái đầu tư thích đáng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng quá tải của bệnh viện cần có được sự đầu tư đồng bộ hơn trong cái thời gian đến để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Chúng ta cần quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu và chất lượng cao. Và năm 2020 thì ngành y tế đã triển khai được đề án đơn vị vệ tinh tại các trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn thành phố, đã có được những cái kết quả ban đầu đáng kể. Theo đó thì cần phải quan tâm cái sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đến nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế quận huyện. Cần phải chuyển giao kỹ thuật y tế tiên tiến chuyên sâu từ bệnh viện tuyến cuối của thành phố để từ đó hỗ trợ cho các trung tâm y tế quận huyện mới có thể triển khai được các kỹ thuật y tế tiên tiến trong khám và điều trị để đáp ứng được người dân tại địa phương và thu hút người dân đến khám chữa bệnh ngày càng tăng, để góp phần mới giảm tải được cái việc quá tải ở tuyến trên, đặc biệt là khi ngành y tế đang triển khai cái việc là khai thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì cái vai trò quan trọng của y tế tuyến quận huyện là cần phải được quan tâm nhiều hơn. Chúng ta phải cũng cần quan tâm đến cái mô hình chuyển dịch y tế, chúng ta chuyển dịch dần từ hướng xã phường đến hướng thành phố và sự thực hiện cái sự phân tuyến trong chữa trị. Đối với các bệnh viện của tuyến thành phố thì chỉ thực hiện những dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao. Ngành y tế cũng cần, thành phố cũng cần có một cái đề án phát triển nguồn nhân lực tổng thể cho ngành y tế để đảm bảo về mặt số lượng, hợp lý về cơ cấu theo từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó là ưu tiên đào tạo cho cán bộ có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao. Đối với việc thực hiện các chính sách đào tạo thu hút đãi ngộ với cán bộ y tế, nhất là ở tuyến cơ sở, ở những lĩnh vực đặc thù, những lĩnh vực khó khăn hoặc là những lĩnh vực mà kêu gọi chuyên gia y tế thì cần có sự quan tâm của thành phố, vì riêng ngành y tế sẽ khó mà thực hiện được. Thành phố cũng cần có cơ chế đảm bảo về biên chế số người làm việc trong lĩnh vực y tế để có thể thực hiện tốt được vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành y tế của mình. Trong công tác mà cải cách hành chính nhằm để rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân thì cần phải tiến hành được hiệu quả hơn. Mặc dù trong thời gian qua thì chúng ta đã có những ngành đã có những cái cải cách đáng kể như là mở rộng được khu khám bệnh, tăng bàn khám, bàn hướng dẫn, triển khai lấy số tự động, đọc mã vạch tại khu tiếp nhận bệnh nhân để tạo điều kiện cho người dân đến khám bệnh. Tuy nhiên, cái tình trạng người dân phải mất thời gian từ khi lấy phiếu khám đến lúc trả kết quả cho đến nay vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là những cái bệnh viện ở tuyến trên, chúng ta cũng chưa khắc phục được triệt để vấn đề này. Thành phố cũng cần tiếp tục đầu tư các công trình y tế trọng điểm và từng bước tăng cường trang thiết bị theo hướng đầu tư toàn diện cho y tế tuyến cơ sở. Năm 2019 thì thành phố đã phê duyệt hàng loạt các
ngân sách dành cho các bệnh viện ở tuyến thành phố như là trung tâm tim mạch giai đoạn 2, trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương chỉnh hình và tạo bẩm hình, trung tâm ghép tạng và cái ghép tế bào gốc v.v. Và nâng cấp các bệnh viện, cải tạo bệnh viện phụ sản nhi, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện răng hàm mặt, tất cả những cái hạng mục đấy với tổng kinh phí là gần 3.000 tỷ đồng và cũng đang chuẩn bị đầu tư cho trung tâm tầm soát ung thư của bệnh viện ung bướu và cải tạo bệnh viện phổi. Với cái nguồn kinh phí rất lớn như thế này thì đề nghị ngành y tế cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ và đảm bảo chất lượng cho việc đầu tư công trình. Ngành cũng cần nghiên cứu việc tăng cường xây dựng các đơn vị khám chữa bệnh dành cho khám chữa bệnh du lịch hoặc là các đơn vị khám chữa bệnh y tế quốc tế. Vì mong đợi của người dân thành phố Đà Nẵng là làm sao cho các bệnh viện Đà Nẵng sẽ chữa trị hiệu quả các bệnh nặng, các bệnh hiểm nghèo để giúp người bệnh không phải chuyển viện ra đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thậm chí đi nước ngoài để điều trị. Đối với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống y tế tư nhân thì hiện nay thì cái tỷ lệ của giường bệnh đối với hệ thống tư nhân so với lại công lập thì chỉ đạt tới 14%. Nhưng với sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân này thì hoàn toàn có thể góp phần vào việc giảm tải cái quá tải ở các bệnh viện trên bệnh viện của địa bàn thành phố. Vì vậy thì chúng ta sẽ cần tăng cường đầu tư cho cái việc phát triển cái hệ thống y tế tư nhân này và tăng cường cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện công lập với là bệnh viện dân lập trong cái việc mà thu dung điều trị bệnh nhân và tăng cường sự quản lý đối với các dịch vụ y tế tư nhân về giá thuốc, về cung ứng thuốc và vấn đề xã hội hóa đầu tư trang thiết bị, v.v. Về đối với lại y tế dự phòng và y tế cơ sở, trong cái diễn biến của dịch COVID-19 vừa qua thì chúng ta thấy rất là rõ cái vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở. Và chính đây cũng là một cái giải pháp căn cơ để giúp giảm tải, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh và khắc phục cái tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Hiện nay thì trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và không thể để xảy ra cái tình trạng mà bị động bất ngờ đối với những cái diễn biến các dịch bệnh truyền nhiễm mới thì thành phố cũng cần nghiên cứu sớm thành lập các bệnh viện y học nhiệt đới làm đầu mối để chỉ đạo về các bệnh viện truyền nhiễm dịch bệnh trên toàn thành phố. Hệ thống y học dự phòng của thành phố cũng cần được quan tâm để đầu tư cân bằng với lại hệ thống điều trị trong cái kinh phí sự nghiệp chung. Và thành phố cũng cân bằng cái tỷ trọng ngân sách đầu tư cho y tế cơ sở để làm nền tảng cho cái hệ thống y tế của nhà nước để thực hiện tốt được cái vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu và tăng cường năng lực giám sát đối với lại các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng. Vấn đề thứ hai về việc và tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 99%. Hiện nay thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của thành phố Đà Nẵng thì đạt 96,5%. Đây là một cái tỷ lệ khá cao so với các tỉnh thành trong cả nước. Nhằm để đạt được cái tỷ lệ y tế như mong đợi chúng ta đặt ra mục tiêu là năm 2025 là đạt đến 99%, thì thành phố cần đặc biệt quan tâm việc bố trí một nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Giao kế hoạch cụ thể cho các cấp chính quyền, phân nhiệm rõ ràng đối với lại từng cấp, từng ngành, từng tập thể, từng cá nhân có liên quan. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cũng cần được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng cả những cái hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng các phạm vi tuyên truyền trực tiếp đến mọi người dân để hiểu được cái quyền lợi của mình. Đồng thời, song song với cái việc mà công tác tuyên truyền và hỗ trợ chính sách, thì bản thân của ngành y tế cũng phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh, cùng với việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, sự tăng cường về cơ sở vật chất, nâng cấp mở rộng phát triển các cơ sở khám chữa bệnh để đáp ứng được niềm tin trong nhân dân và mong đợi của nhân dân. Đưa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân đến tận tuyến cơ sở và ngày càng phải mở rộng các danh mục, các dịch vụ kỹ thuật để về bảo hiểm y tế để quỹ bảo hiểm có thể thanh toán. Có như vậy mới tạo điều kiện nâng cao được quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế và nghiên cứu để tiếp tục tiến đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân. Đây là tất cả những cái ý kiến đóng góp của tôi đối với lại ngành y tế. Song song với lại cái việc mà ngành y tế của Đà Nẵng cố gắng thì cần có sự đồng hành nâng cao chất lượng của ngành y tế của các tỉnh thành, các khu vực lân cận, thì có như vậy chúng ta mới tạo thành một sự đồng bộ để có thể giải quyết được vấn đề là khắc phục tình trạng quá tải của bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu Lê Thị Như Hồng. Xin mời đại biểu Trương Minh Hải, tổ đại biểu quận Ninh Chiểu phát biểu ý kiến. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin phát biểu về
công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Như chúng ta đã biết thì thời gian qua, thành phố chúng ta đã rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là ưu tiên dành cái nguồn lực để tập trung làm tốt công tác này. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế xã hội hiện nay thì công tác này đặt ra những khó khăn thách thức cần phải quan tâm đầu tư và có giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới. Cụ thể là về đào tạo nghề thì hiện nay nguồn nhân lực của thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Mỗi năm thì lực lượng lao động của thành phố tăng bình quân khoảng 4% và có khoảng từ 20.000 đến 25.000 lao động từ ngoài tỉnh vào thành phố. Đây là áp lực rất lớn cho việc giải quyết việc làm. Tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung cầu lao động vẫn chưa được khắc phục. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt thấp khoảng 50%. Cơ cấu trình độ đào tạo nghề không phù hợp với nhu cầu xã hội. Trước thời điểm xảy ra dịch bệnh thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng lao động. Không chỉ lao động qua đào tạo mà thiếu cả lao động phổ thông. Trong khi đó vẫn còn tình trạng thất nghiệp ở những người có trình độ lao động cao. Bởi công tác đào tạo chưa tính đến cơ cấu lao động của nền kinh tế, chưa khớp với nhu cầu của thị trường lao động. Ví dụ, số lao động có trình độ từ trung cấp trở lên đáp ứng yêu cầu sơ tuyển của doanh nghiệp là khoảng 60%, trong khi nhu cầu thực tế của doanh nghiệp chỉ cần khoảng 25%. Điều đó cho thấy người lao động phải làm trái ngành nghề hoặc không tương xứng với trình độ đào tạo, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Về giải quyết việc làm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát làm cho số lao động ngừng việc, nghỉ việc không ngừng tăng, không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động là tăng đột biến với hơn 191.000 lao động bị ảnh hưởng. Trong đó là có hơn 21.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 70.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và gần 100.000 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Hơn 40.000 lao động tự do không có việc làm. Trong khi đó thì số lao động làm việc tăng thêm thì khoảng 17.000 lao động, đạt tỷ lệ 2,9%, giảm 1,3% so với kế hoạch đề ra. Về an sinh xã hội thì do tác động của dịch bệnh COVID-19, đời sống của người dân thành phố, nhất là đối tượng yếu thế, là gặp khó khăn rất lớn. Kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Thành ủy mới đây về tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố cho thấy tình hình dịch bệnh tác động rất lớn đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng sụt giảm thu nhập của 78% số người được hỏi. Trong đó có 85% các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ, 82% công nhân lao động ở các khu công nghiệp và 72% người lao động tự do. Đây là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thưa quý vị, chắc chắn trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề về an sinh xã hội liên quan đến gia tăng tình trạng tái nghèo và nhu cầu việc làm sẽ ngày càng gay gắt hơn. Đồng thời, để nâng cao chất lượng và hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là các chương trình thành phố 5-0, 3-có, 4-an, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố đề ra, thì cần phải có những giải pháp đồng bộ cả trước mắt cũng như lâu dài. Qua đây tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp như sau. Về đào tạo nghề thì tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Đề án về dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động. Đề án về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, thực hiện quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, tránh nơi thừa, nơi thiếu. Như hiện nay trên địa bàn Hòa Vang thì rất thiếu cơ sở dạy nghề, đây là trở lực rất lớn trong việc dạy nghề cho học sinh. Củng cố mô hình hoạt động, phát huy hiệu quả của 70 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có theo hướng đẩy nhanh cái liên kết, liên danh, gắn đào tạo nghề với nhu cầu của xã hội, kết nối cung cầu lao động, nâng cao chất lượng lao động để vừa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của thành phố, vừa tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động của cả nước và quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh để làm chuyển biến nhận thức của người dân và học sinh về học nghề.
tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quá trình đào tạo cũng như đề xuất nội dung chương trình, chế độ chính sách chưa phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Về giải quyết việc làm, vấn đề bức thiết hiện nay là phải thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp để tạo việc làm mới cho lao động, như tiếp tục triển khai chương trình nhà ở xã hội và đẩy nhanh các dự án động lực trọng điểm để khơi thông nguồn lực, trong đó có nguồn lực về lao động. Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động tự làm việc, tự làm, lao động là người dân tộc thiểu số ở các xã miền núi, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và hỗ trợ chuyển dịch việc làm từ khu vực nông thôn. Cần xem xét bổ sung nguồn vốn chính sách thành phố hàng năm để cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Điều chỉnh tăng mức vay tối đa đối với lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng nhóm đối tượng thụ hưởng ưu đãi từ dự án hỗ trợ lao động có trình độ nhưng mà thiếu điều kiện kinh tế gia đình gặp khó khăn. Về an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các nội dung chương trình thành phố 50, Ba Có và Bóng An, tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện đồng bộ các chính sách bảo trợ an sinh xã hội, sớm rà soát đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 để xây dựng chính sách giảm nghèo cho giai đoạn tiếp theo, nghiên cứu đề xuất nâng cao mức trợ cấp một số chính sách đặc thù của thành phố, phát triển hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trước mắt thì đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thì triển khai cái gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn của thành phố, nhất là đối tượng lao động, và cân đối huy động nguồn lực để chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là đối với người lao động, để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội. Trên đây là một số nội dung thảo luận của tôi tại kỳ họp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu Trương Minh Hải. Kính thưa các vị đại biểu, phiên làm việc buổi sáng của chúng ta kết thúc tại đây. Chiều nay thì 14 giờ chúng ta sẽ tiếp tục phiên thảo luận và chất vấn. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin mời các vị đại biểu nghị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi truyền hình trực tiếp phiên họp thảo luận chung của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, và đúng vào lúc 14 giờ chiều nay thì kỳ họp sẽ làm việc tại hội trường để chất vấn và trả lời chất vấn. Toàn bộ của nội dung phiên họp này sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, trực tuyến trên website www.danangtv.vn và trên fanpage Đà Nẵng TV Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.